Hồng Sơn đang được mọi người mong đợi nhất trong tháng 5, Jordani Gold Master Radiant Lipstick SPF 20, dòng son cao cấp nhất tại Oriflame. Đầu tiên thì mình sẽ nói về thiết kế của sản phẩm này. Nguyên cả ống son được mạ vàng rất là sang trọng, thân dưới thì được điêu khắc dập nổi logo GG độc quyền của Oriflame. Khi vặn thân son lên thì mình sẽ thấy được logo bên trong, cho thấy sự tỉ mỉ từng chút của các nghệ nhân khi chế tác. Khi đóng nắp son lại, bạn sẽ nghe một tiếng kịch chứng tỏ cây son của chúng ta rất là chắc chắn. Dòng son mới thì gồm 6 màu tất cả, chất son có kết cấu rất là mịn mượt. Màu đầu tiên 386 sẽ là màu nude. Cây nude này cực đẹp, nó không bị chóe nên rất là hợp với tông da của người châu Á. Mình khuyên là mỗi bạn nên có ít nhất một cây son màu nude để phối cùng với các màu son đậm sẽ cho ra một cái màu sắc khá là tây. Màu thứ hai 387 là hồng đất. Bạn nào da trắng xài màu này tôn da cực, mới thoa lên thì son sẽ có độ bóng chỉ một tí xíu thôi, nhưng mà lớp bóng nó sẽ bị mất dần. Son còn có thêm mùi vani, nếu như mở nắp ra ngửi thì sẽ thấy rất là rõ. Khi thoa lên môi một tí thì hương sẽ bay đi. Màu thứ 3, 389 là màu cam san hô. Hầu như ai cũng thích màu này, với các bé còn đi học hay là các bạn dân văn phòng muốn tìm kiếm một màu son tự nhiên tươi tắn thì mình sẽ đề cử bạn này. Dòng son rất là nhiều dưỡng, mình test nguyên một bảng mà vẫn không hề thấy môi bị bong ra. Vì thế khi tư vấn cho các cô lớn tuổi, mình không hề lo về vấn đề môi khô. Màu tiếp theo 390 sẽ là một màu được mix giữa màu hồng và màu tím, nhưng mà màu tím thì nó sẽ đậm hơn một tí xíu. Bạn nào đang hướng mình đến phong cách nghiêm nghị, chững chạc thì mình sẽ vote cho bạn màu son này. Đặc biệt là trong dòng son này nó sẽ có chỉ số SPF lên đến 20, nỗi lo sợ thâm môi sẽ không còn nữa nha. Màu thứ 5, 392, sắc đỏ quyền lực, một màu son không bao giờ lỗi mốt. Màu đỏ này rất là sáng cho nên nó sẽ tôn làn da của chúng ta lên. Chất son mịn không bị bột và thành phần chính của cây son này là axit hyaluronic, giúp ngậm nước và làm căng môi. Mình công nhận là đúng nha, mọi người có thể thấy môi của mình khá mỏng, nhưng khi test màu son này vào thì nhìn môi dày và đầy đặn hơn. Bạn nào môi mỏng như mình thì chắc chắn không thể nào bỏ qua được dòng son này. Cuối cùng là cây 394, màu này thì hơi thiên về chocolate một tí xíu. Trời ơi, màu này cực chất, phong cách cá tính hay là sang chảnh đều có thể diện được em này. Bật mí là khi kết hợp với cái màu nude ban đầu nó sẽ cho ra một cái màu sắc rất là đẹp. Một cây son từ ngoại hình cho đến chất lượng đều không thể chê vào đâu được. Hiện tại đây cũng là dòng son cao cấp nhất của Oriflame. Mỗi cây son như vậy thì có mức giá là 450.000, tuy nhiên là sản phẩm mới cho nên chỉ còn 269.000 trong tháng 5. Bạn nào sở hữu được đủ bộ thì comment cho mình biết với nha.